nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nga TV. Chúc cả nhà được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn riêng Nga thì Nga sẽ giới thiệu với cả nhà là mình ăn mì cay của Hàn Quốc. Mì cay Hàn Quốc nè các bạn. Mì cay Hàn Quốc mình nấu hải sản. Mình cũng mới làm khối 30 phút. Hải sản thì Nga có hai con bạch tuộc lớn nha các bạn. Và có bào ngư và có tôm các bạn, tôm càng. Mà mình nấu cái này chắc hơi cay dữ lắm luôn, tại trong cái mì đó nó đã cay rồi, nhưng mà Nga có thêm ớt khô của mình với lại cái cay của mì á, Nga nghĩ là nó cay dữ lắm luôn. Với lại nó mì nè, nó nấu cho mía lại kim chi, có chút xíu kim chi vô nè, cho nó có cái vị thơm với lại nó có độ chua chua các bạn, thì mình ăn nó sẽ dễ ăn hơn. Nè, khó ba nghiên cứu các bạn thấy không? Ồ đó, mì này Nga cũng đi siêu thị Nga mua mì nè, mì đúng chuẩn cái Hàn Quốc luôn. Ở đây mau hết tuần rồi các bạn, ở đây hết tuần nữa rồi, thứ bảy rồi. Thì xin mời cả nhà mình ăn nha. Trước khi ăn mì. Xin mời cả nhà. Hôm nay là cay thiệt luôn các bạn. Mình sẽ ăn con bào ngư này nha. Chua nhỏ nhẹ. Tại mình bỏ kim chi vô các bạn. Mày thì mình nấu cũng miếng kim chi vô cho nó có cái gì chua nó dễ ăn hơn. Tại hôm nay Nga nấu hải sản nhiều nên Nga nấu có hai gói mì à. Cay dữ dằn. Sẽ ăn tôm thôi các bạn. Thật ra bữa trước mình ăn tôm á, còn là mình đã cho cháo hết rồi. Cái này lúc sáng em mua có mấy con à, để mình dự định mình làm cái mì hải sản á, mình chỉ mua có nửa ký à, nên này cái này mình làm có bốn con thôi. Béo à. Tăng cơ. Ừ.
Mình ăn tiếp con bồ ngư nữa bạn. Kim chi bào ngư, kim chi bào ngư. Bạch tuộc này á, bạch tuộc này nữa bạn, phải mua hai con hơn 2 kg các bạn, các bạn thấy, 2 con hơn 2 kg. Cái hàng này là hàng tươi, lúc sáng này ngay dặn mấy ngày nay rồi, ngay dặn ở Nha Trang người ta đem vô cho mình các bạn. À, cuối tuần người ta chỉ đi cái một chuyến vô đây, hàng vô đây rất là tươi các bạn. Cái hàng này nó tươi á, mình ăn thứ nhất nó không bị dai, thứ hai cái độ ngọt. Lúc trước Nga cũng làm mà bạch tuộc cho hết nước dừa á, Nga cũng ăn nhưng mà Nga mua mật bạch tuộc ở chợ mà. Đó là hàng, đó là Nga cũng dặn. Hàng dặn cũng còn lớn nhưng mà ăn nó không ngon mấy, tại vì nó đã ấp đá khi về đây bán là đã lâu các bạn, nên là không ngon. Còn cái này là bạch tuộc tươi. Khi lúc sáng Nga nhận hàng nó không có tươi, nó không còn sống, nhưng mà tươi rất là ngon. Cái nước dùng này nè, lúc nãy Nga nấu là bằng nước dừa, nước dừa tươi các bạn. Khi mình nấu bạch tuộc á thì sẽ ngon hơn. Nga nấu sẵn mình nấu mì luôn, nó nấu bằng nước dừa tươi. Con bạch tuộc nhỏ này là cái con này nó nhẹ hơn chút xíu nên nó bỏ vô cho đủ ký các bạn. Kim chi nè bạn, ở nhà Nga làm Nga ăn không kịp á, cái nó chua. Cái kim chi mà chua quá các bạn đừng nên bỏ uổng, các bạn bỏ ngon mát tủ lạnh á. Khi nào có dịp nè nấu lẩu kim chi hay là mình nấu mua xương á, xương non á, về mình hầm kim chi, mình hầm đậu hũ non với giá ăn rất là ngon các bạn. Thay đổi khẩu vị y hệt mình nấu canh chua á.
nhưng mình nấu bằng kim chi rất là ngon. Các bạn bữa nào nấu ăn thử à? Tại vì Nga là thích kim chi, là thích cái gì hảo hảo, cái gì chua chua, nên là Nga làm hay làm, với là Nga thích làm lắm. Làm ăn đâu có hết, ăn chậm ăn đâu có hết đâu. Rồi Nga mới để trong tủ lạnh. Tủ lạnh là khi nào nó chua quá Nga đem nấu canh, nấu mì ăn rất là ngon các bạn, nhất là các bạn hầm với sườn non. Các bạn thấy không, đánh ngay thì đơn giản lắm, nhưng mà mày không được. Ví dụ ta làm một cái clip hay là món ăn, ta sắp xếp và trưng bày thật là đẹp mắt, còn Nga không có. Nga chỉ để lên một cách tự nhiên là nó ấy thôi, chứ Nga không sắp xếp, không gắn qua cái gì lên hết. Nga thấy như vậy là được rồi, đánh ngay thì đơn giản lắm. Nhưng mà làm hết cái gì cũng làm nhiều hết. Các bạn thấy không, ăn đâu được bao nhiêu đâu mà Nga mua hai con vịt luộc hơn 2 kg. Bây giờ Nga ăn thì có con nhỏ thôi, với tôm với bào ngư thôi. Nga chủ yếu là để lên cho nó đẹp. Anh đơn giản mà làm việc muốn làm nhiều. Nhà ăn thì ít, nhà uống thì nhiều. Tại công việc của Nga ở ngoài từ ngoài tiệm á, nóng lắm. Nhưng mà trưa Nga ăn không được, Nga chỉ uống nước thôi. Ăn chừng miếng cơm mà có thôi, trong bụng thôi, rồi Nga không ăn. Tự Nga làm clip này nè, còn Nga cũng ít ăn cơm á. Tại là mà về ra mình ăn quá trời rồi đâu có ăn cơm nổi đâu. Và gặp lại video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.